Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tất cả vì Thủ tướng. Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng của Việt Nam vừa gửi thêm một công điện theo hình thức hòa tốc cho lãnh đạo các cơ quan trực thuộc chính phủ và chủ tịch các địa phương trực thuộc trung ương, hối thúc khôi phục các hoạt động vận tải hành khách, trong đó có hàng không. Nếu quan sát cách thức ông Phạm Minh Chính điều hành hệ thống công quyền trong đợt dịch COVID-19 thứ tư, mọi người sẽ nhận ra, Thủ tướng Việt Nam không chỉ bất nhất cả về nhận thức lẫn hành xử, mà còn hết sức mâu thuẫn về tính cách. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Có lúc ông Chính tỏ ra hết sức quyết liệt như hồi trung tuần tháng 9, tra hỏi lãnh đạo Kiên Giang xem họ có biết số người mới bị nhiễm COVID-19 là bao nhiêu và cụ thể ở đâu không. Phê phán kịch liệt lãnh đạo một số tỉnh, thành phố yếu kém, lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo. Sự quyết liệt thô bạo ấy đến mức làm một số viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền địa phương bị tổn thương, phải buộc miệng than buồn vì bị Thủ tướng xem như học trò gọi lên trả bài. Song cũng có những lúc ông Chính lại mềm mỏng đến mức bất thường. Ví dụ vào ngày 8 tháng 10 năm 2021, chính phủ đã yêu cầu các bộ hữu trách và chính quyền các địa phương phối hợp khôi phục các tuyến bay nội địa. Trong cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải đã xác lập việc mở lại 19 chuyến bay, thực hiện mỗi ngày 38 chuyến bay. Tuy nhiên, chính quyền nhiều địa phương không thực thi. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2021, thời điểm được xác định là mốc tái khởi động hoạt động hàng không, ông Chính chỉ nhắc nhở phải thực hiện nghiêm mà thôi. Có lúc ông Chính tỏ ra hết sức sâu sát, chú ý đến một số tiểu tiết mà những cá nhân điều hành quản trị kinh tế vĩ mô không nhất thiết phải bận tâm. Chẳng hạn trong chuyện thị sát thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, ông Chính mất rất nhiều thời gian để cùng với ai đó chờ xem bao lâu sau khi dân chúng gọi vào các đường dây nóng, đề nghị hỗ trợ y tế cung cấp gói an sinh mới được chính quyền địa phương đáp ứng. Hay trực tiếp gọi điện thoại cho bí thư kiêm chủ tịch một thị trấn dặn dò phải tổ chức xét nghiệm 2 ngày trên mỗi lần. Song cũng có những lúc dẫu tình thế như nước sôi lửa bỏng, ông Chính lại phản ứng giống như vô cảm, nên việc tự điều chỉnh trong quản lý điều hành vĩ mô vừa chậm chạp vừa khó hiểu đến mức bất thường. Đây là hình ảnh từ hôm 1 tháng 10, dân lao động đã ồ ạt rút chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương bất chấp lệnh của chính phủ cho các tỉnh là phải giam nhốt dân tại chỗ. Và số lượng này tăng lên hàng triệu người. Ví dụ từ 30 tháng 9 năm 2021, một ngày trước thời điểm thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại, di dân tạm trú ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương thuộc miền Nam lũ lượt di tản khỏi các đô thị, trung tâm công nghiệp, thảm cảnh trở thành thảm nạn quốc gia, rung động, nhưng phải mất tới 2 ngày ông Chính mới lập lờ giữa yêu cầu tiếp tục vận động người dân ở lại với tổ chức đón đưa, đảm bảo đi lại thuận lợi, an toàn giao thông, tránh gây bức xúc cho người dân nếu họ thực sự mong muốn về quê. Và phải mất thêm 5 ngày nữa khi nhân tâm chao đảo vì thông tin, hình ảnh nạn nhân, kể cả người già, trẻ sơ sinh, dãi nắng, dầm mưa, ăn bờ, ngủ bụi, kể cả thương tích, tử nạn vì phải tự vận động trên đường thiên lý đến kiệt sức. Hôm 7 tháng 10 năm 2021, có một công điện khác, ông Chính mới thừa nhận rời bỏ các đô thị, trung tâm công nghiệp sau một thời gian dài bị giam lỏng trong nơi tạm trú là nhu cầu chính đáng và chính quyền các địa phương phải phối hợp đưa đón nhanh, nhịp nhàng hơn. Vì sao một cá nhân từng xuất hiện trước công chúng như một nhân vật luôn biết quan sát, lắng nghe, sát sao đến từng chi tiết nhỏ nhất, rảo bước đi thị sát khắp nơi, bất kể giờ giấc, bất kể áo đẫm mồ hôi, hồi hạ tuần tháng 8 đến thượng tuần tháng 10, lại đột nhiên trở thành không nghe, không thấy, không biết, cả nghĩ lẫn hành động đều rất chậm chạp đối với thảm nạn kéo dài hàng chục ngày qua liên quan đến hàng trăm, hàng ngàn và hàng triệu đồng bào đã thất cơ lỡ vận, lại còn phải tiếp tục đối diện với đủ loại khổ nạn trên đường di tản về quê. Xét cho đến cùng, những biểu hiện tưởng như đối chọi nhau về bản chất dường như vẫn có một điểm tương đồng. Đó là bất kể thế nào, ông Chính cũng vẫn muốn tạo dựng hình ảnh tốt về Thủ tướng, nâng cao uy tín và vị thế chính trị của ông ta. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Áo đẫm mồ hôi không hề mâu thuẫn với việc chậm chỉ đạo chính quyền các địa phương phải hỗ trợ nạn nhân về quê. Sở dĩ nhân vật luôn biết quan sát, lắng nghe, sát sao đến từng chi tiết nhỏ nhất để thảm nạn kéo dài khiến cả quốc gia rung động, mới nhìn nhận đó là nhu cầu chính đáng.
vì vài giờ trước đó Thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng các biện pháp kiểm soát đi lại. Ông đã chót chỉ đạo rằng phải tiếp tục kiểm soát người ra vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Nếu không có chỉ đạo này của ông thì sẽ không có chuyện nhiều địa phương lập chốt chặn nạn nhân về quê, phạt tiền họ, nhiều nạn nhân phải lệnh lực lượng vũ trang và thắp hương khấn vái họ. Không chỉ có chỉ đạo này thì các chỉ đạo sau đó và những ngày 7 tháng 10 đã không khó hiểu như yêu cầu chính quyền các địa phương phải vừa tuyên truyền vận động người dân ở lại, vừa tổ chức đón đưa đảm bảo đi lại thuận lợi an toàn giao thông, tránh gây bức xúc cho người dân nếu họ thực sự muốn về quê. Sự chậm trễ trong chỉ đạo hỗ trợ nạn nhân của ông Chính rõ ràng đã phủ nhận nỗ lực ca ngợi ông, luôn biết quan sát, lắng nghe, sát sao đến từng chi tiết nhỏ nhất. Và điều này trở nên một mâu thuẫn lớn trước mắt người Việt Nam trong và ngoài nước với hình ảnh của ông. Và những mâu thuẫn trong chỉ đạo hỗ trợ nạn nhân chứng minh sự chậm trễ ấy không phải do vô cảm. Đây là hình ảnh người dân Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải leo rào với nhu cầu thực phẩm. Dường như đó là nỗ lực khác để bảo vệ hình ảnh uy tín của ông Thủ tướng. Ông Chính đã chọn chậm mà chắc để bảo vệ vị thế chính trị của mình, nhưng không đơn thuần do mắc kẹt bởi chỉ đạo là phải tiếp tục kiểm soát người ra vào. Và ít nhất các công điện hỏa tốc mà nội dung mâu thuẫn với chính nó hoặc mâu thuẫn với nhau phô bày một điểm chung là sự lo ngại về vụ việc sẽ có thêm nhiều ổ dịch mà chính phủ không có khả năng xử lý và không muốn nhận trách nhiệm về mình. Phương châm chậm mà chắc giống như biện pháp nhằm mua thời gian chờ xem hậu quả như thế nào, mặc cho người dân dài dầm nưa dãi đắng ở ngoài đường với những sinh mạng hết sức nguy hiểm. Và nếu dịch bệnh lan rộng, chính quyền các địa phương sẽ phải thay chính phủ gánh trách nhiệm trước nhân dân vì đã nhận nạn nhân hoặc để nạn nhân băng qua địa phận của mình. Trong đợt dịch COVID-19 thứ tư, đã có hơn một lần ông Chính ấn trách nhiệm của Thủ tướng lên vai chính quyền các địa phương. Trước hậu quả nhãn tiền do các biện pháp chống dịch cực đoan, các nhân vật từng thúc ép đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, buộc mỗi cơ quan, đơn vị địa phương phải là một pháo đài, mỗi người dân phải là một chiến sĩ. Đột nhiên đổi giọng, chỉ trích thuộc cấp giả, phong tỏa để làm gì thì không đặt ra, không có mục tiêu, không có lộ trình, không có biện pháp, vân vân và vân vân. Phải chăng các hành xử kiểu như vậy đã tạo ra những bài học kinh nghiệm nên chính quyền các địa phương hoặc thản nhiên ngăn chặn di dân, hoặc bất động không làm gì cả? Đây là hình ảnh rất nhiều hãng hàng không Việt Nam đã ngừng bay chuyến bay nội địa đã vài tháng nay. Thủ tướng khôn ngoan như thế thì có bao nhiêu viên chức thèm dại vì dân đây? Dường như trong nhà quản trị điều hành ở Việt Nam đợt dịch thứ tư này, câu thành ngữ một người vì tất cả vì một người đã trở thành quen thuộc với cả thiên hạ. Nhưng ở Việt Nam thì chỉ đúng vế sau là tất cả vì thủ tướng mà thôi. Nếu chọn cách nghĩ khác thì sẽ rất khó, thậm chí không thể giải thích tại sao trong quản trị và điều hành ông Chính lại bất nhất, thường xuyên mâu thuẫn như vậy. Tại sao một người từng dùng hệ thống truyền thông quốc gia để chứng tỏ cả ý thức trách nhiệm lẫn sự quyết liệt đối với các viên chức lãnh đạo tỉnh Kiên Giang v.v. yếu kém và lúng túng trong lãnh đạo chỉ đạo, lại không tỏ ra cứng rắn khi chính quyền một số địa phương chần chừ, thậm chí công khai cưỡng lại ý định tái khôi phục hoạt động hàng không của chính phủ với lý do dịch bệnh có thể tái bùng phát hoặc lan rộng? Công điện hỏa tốc mới nhất liên quan đến vấn đề này chỉ nhắc nhở rằng phải thực hiện nghiêm. Tại sao Thủ tướng có thể quan tâm đến chuyện một thị trấn thực hiện phong tỏa thế nào, xét nghiệm ra sao, lại thản nhiên để chính quyền các địa phương trên toàn quốc tùy nghi hành động trong ngăn ngừa dịch bệnh, dù thực tế cho thấy mỗi một nơi một kiểu, không chỉ nguy hại cho cả dân sinh lẫn kinh tế, mà còn xâm hại nhân quyền và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ Tư 13 tháng 10 năm 2021 với bản tin Tất cả vì Thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm D.